Bộ Y tế đã có công văn 8318 hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly, theo dõi đối với những trường hợp người dân di chuyển giữa các tỉnh thành. Trường hợp người đi từ khu vực nguy cơ rất cao, khu vực nguy cơ cao đến vùng nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn với người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến về địa phương, Trước khi di chuyển, cần thực hiện xét nghiệm mẫu đơn trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Khi về đến địa phương, thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày. Quá trình cách ly cần xét nghiệm 2 lần. Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19, trước khi di chuyển, thực hiện xét nghiệm trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Người đi từ khu vực nguy cơ đến khu vực nguy cơ tương đương hoặc khu vực bình thường mới, với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến về địa phương, hạn chế tiếp xúc. Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến về địa phương và tiếp tục hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 2 lần trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú người đi từ khu vực nguy cơ thấp đến khu vực nguy cơ cao hơn sở y tế trên địa bàn tiếp nhận người đến dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch trên địa bàn để hướng dẫn theo dõi cách ly lấy mẫu xét nghiệm trong trường hợp cần thiết